Hi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ mình đang ở trong thị trấn Oberon. Oberon là một cái thị trấn cách Sydney gần 3 tiếng lái xe nha các bạn. Và mình đang đi đến cái phòng thông tin, cái Information Center, là phòng thông tin để hỏi xem là nơi nào là mình sẽ đến cái địa điểm nào. Và địa điểm nào là địa điểm thuận lợi nhất để mình có thể nhặt nấm. Đây này, các bạn nhìn không? Ở ngay trên cửa của Information, phòng thông tin này nè. Đó, đây nè. Nó gọi là Auburn Visitor Information Center này. Đó là đã có những cái thông tin là... Ngay trên đầu bảng là đã có cái thông, có đề cập tới cái việc đi hái nấm đấy các bạn này. Cái này là Saffron Mushroom này. Đó, bây giờ mình đi vào xem. Hello bác, tới đâu chưa? Em vừa tới thì em đi đổ xăng đó. Yes. Vào xem, hỏi thông tin. 14 customer, trong cái phòng này chỉ được 14 người. Picking mushrooms? Yeah. Yeah. Just have you ever been before? No. No? Yeah. I'll give you this. This just kind of goes, these are the two mushrooms that you can eat. Yep. These ones are definitely no. These yep. ones are poisonous. Yep. If they start getting a bit moldy, no. We've had a lot of heat, so they might be getting a bit like that. Mm. Probably leave them alone as well because they can make you sick from the mold and all that. If these are growing close to these ones, I probably wouldn't pick them, so like leave a bit of a gap when you're picking them. I'd probably grab a cardboard box and just cut them close to the tip and yep. sit them the way they grow. So this yep. side up, yep. it kind of just helps them travel a little bit better than yep. sitting them on the top. Yep. We've had a lot of people through, and the main spot's Vulcan State Forest. So you could go there, and then if you go in Riverview Road. So if you put Riverview Road like into your Google Maps, it'll take you right to the road into the forest. Yep. When you get there, it might not help you as much, but go all the way to Black Springs, you'll turn left into Riverview Road. Mm. If you follow it all the way through the forest, it'll bring you out on Shooters Hill Road. You can follow that back into Oberon that way, but this side of the forest, there might be some more mushrooms. And even out here towards the Correctional Centre and the Ganang State Forest, there might be some more there. Okay. Just because of the volume of people. Is it, how far is it from here? This one is about 25 minutes. So it might be another 20 or so minutes just wow. because that's dirt. So okay. Yeah. So we Google Riverview Road yep, and then we can drive there. Through here, isn't it? Yep, so if you just stay on Riverview Road and follow it all the way through, yep. it'll take you out to Shooters Hill Road, yep. and then you can kind of follow it down a little bit further and it'll take you to Ganang or just uh-huh. around this area on Riverview Road. Oh, okay, all right. Yeah. Would there be a lot, or do you think? I'm not sure. We've had a lot of people come through. Oh, okay. So there was, there was a lot. This area has been like... A lot of people have been going here, so this area there might still be more there. Okay. But yeah, I don't know how many are out there. Mm-hmm. So you just have to walk through the forest and just have to find ourselves. Okay. Yeah, so you yep. just kind of drive along to a spot yep. that you like, park off the road, and then just go yep. for a bit of a walk. Which way did we come from? So we come from Katoomba, so which way did yep, we... Yep, so you probably come in this way. So this is Lithgow. Uh-huh. So you probably come in... Did you come in through Taranal? Oh, okay. Bathurst? Yep. So we haven't been here anyway no. yet. So it's just gonna go a bit further down. This way. Yep. Yeah. Okay. Great. Thank you so much. No worries. Can I grab your postcode? 2165. 2165. Mm. How many girls are you? There are 12 of us. 12? Yep. Lovely. Would I be able to grab another bookshelf so that I can show the other people what to pick? That'd be great. Thank you. Thank you so much. No worries. Thank you so much. Thôi đằng nào cũng đến thị trấn Oberon rồi á, Oberon. Thì mình sẽ ghé thăm mấy cái hình lộn mà đấy hả. Trời ơi, nhìn
đêm khuya mà nhìn mấy cái hình nộm ấy chắc là rớt tim ra ngoài á các bạn. Cái này giống lễ Halloween hơn này là lễ phục sinh này. Đó. Hey. Con đường đã có lá đỏ. Rất là đẹp với các bạn. Mà các bạn nhìn thấy những cái nấm mà màu sắc như thế này nhá thì là không phải đâu nha. Cái nấm màu sắc như này là không có phải nha. Không phải là cái loại ăn được nha. Wow, các bạn nhìn nè. Đây là nấm slippery chop nha các bạn. Ở cái trên nấm cái trên cái của nó đó là nó có cái trơn. Trên mũ nấm mà nó trơn nha các bạn. Là dâu rừng nha các bạn. Dâu rừng mà cái bụi dâu này nó cứ hay đâm vào chân đau lắm luôn nữa. Đây cũng là nấm nha các bạn, nhưng mà nấm này không ăn được nha. Nấm nào ăn được mình? Đây cái nấm bé bé này không ăn được các mình. Còn cái này là cái nấm sa phong. Sa phong. Để nhận biết nấm sa phong á là khi bạn cắt á đằng sau của nó là phải có cái lỗ như thế này nha. Thì mới là đúng nha. Nó phải có cái lỗ như này thì mới đúng. Rồi, đề nghị vô giỏ. Đề nghị bỏ vô giỏ. Chỗ chị có một chị cái này. Chị hái đi. Rồi, hái rồi. Rồi, hái rồi. Thế. Rồi. Gãy đây, gãy đây. Gãy đây, gãy đây. Tôi ngồi xuống, tôi dọc vào đây. Chào, cái kính lên sao cũ. Đây nè. Để cho nó dốc này nè. Trong khu rừng này có biết bao nhiêu loại nấm. Mình đâu biết được cái nấm nào là mình có thể ăn được. Nhưng mà hai loại nấm mà phổ biến nhất có thể ăn được là sa phong and then slippery chuck. Nên mình xem là cái loại này có phải loại slippery chuck không nha. Đúng đấy. Đúng là slippery chuck đó. Đấy các bạn. Slippery chắc nha. Đấy. Nó từ dưới đất nó mọc lên nữa. Trông nó. Bạn cắt đó làm sao á, phải để lại cái cắt cao lên xíu. Để lại cái rễ của nó để năm sau nó mọc lại nữa nha các bạn. Đừng cắt, đừng nhổ nó lên và đừng cắt thấp quá nha. Giống như này mình để lại cái gốc nó này. Một cái nấm sa phong lớn nó chết rồi. Và bên cạnh nó đó là có một ổ nấm sa phong khác các bạn này. Đó.
ổ nấm ra phong khác thì mình sẽ không lấy, mình sẽ để cho các bạn ấy lớn lên để cho người khác đến người khác lấy. Đó, đây là một ổ nấm này, mình sẽ không cắt nha, tại vì vẫn còn nhỏ quá, mình để cho người khác đến thu hoạch ha. Hiền đây, chỗ này chỗ kia cũng có nhiều loại nấm khác nhau á các bạn, nhưng mà những cái giống nấm này là không ăn được nha. Cái nấm này chỉ để chụp hình cho đẹp thôi, không ăn được đâu đó. Đây nấm này nữa này, loại nấm khác này, nhưng mà nấm này cũng không ăn được đâu nè các bạn nè. Còn ví dụ như cái nấm này á, bạn không chắc là bạn có biết nó là nấm gì hay không á, thì cũng đừng hái về nha. Không chắc thì bỏ qua, không biết chắc thì bỏ qua nha các bạn. Đi ra ngoài được không? Có nhìn đi ra ngoài được không? Đi vào giữa rừng, nấm này nó rất là biết dụ người nha các bạn. Nó sẽ đưa bạn đi vào rất là sâu. Mà vào giữa cái rừng thông như này mà các bạn không cẩn thận là cũng sẽ dễ bị lạc như chơi nha các bạn. Đi vào rừng là bonus các bạn. Cái hang của con wombat. Đi đi. Đây, hang của wombat nha các bạn. Đây này, nó ăn nó ị rồi. À, Anthony, wombat poo is square. Này, đi lang thang ở giữa rừng như này để tìm nấm đây. Mà có cái thì chết rồi, có cái thì bé xíu rồi, để cho nó lớn lên. Nó chết thì sao mà ăn? Không biết lừa mình quá. Cái nấm này cũng rất là bự này. Đó, mà chắc là cái nấm mà các bạn tìm đâu này. Đó, nấm này này. Bự lắm đấy, nhưng mà không ăn được đâu nha. Không phải bỏ qua. Đây cũng là một loại nấm khác này. Nhưng mà nó trắng tinh này này. Không phải cái loại nấm mình tìm thì các bạn cũng lại bỏ qua nha. Đây, mình tìm thấy một bạn nấm. Nấm này gọi là nấm saffron. Phải không con? Yeah. Đó, mình lấy dao, mình cắt rồi. Sợ cái nấm dày thích lắm bạn ơi. Cắt ở bên dưới. Đấy, cái nấm mà nó có cái lỗ như này là chính là nó nha. Chính là nấm sơ phong nha. Yay. Rồi, kia có một cái nấm to tướng ở bên trên, nó có con nhện nhện kìa. Không phải nấm mình ăn đâu, đây, bỏ qua. Đây. Đây có một cái là, có cái nấm này. Một cái nấm màu sắc đẹp như này á, để chỉ chụp hình thôi các bạn. Không ăn được nha. Không ăn được đâu nha. Đây là một cái loại nấm nữa đây các bạn. Đây là. Cái nấm này à. Càng màu sắc càng độc nha các bạn. Đây càng màu sắc càng độc nha các bạn. Đó. Không ăn được đâu. Bỏ đi. Rồi, khổ thân quá. Cái nấm nó là to bằng bàn tay của mình luôn đấy các bạn. Cái này nấm là nấm sa phong nha. Wow, bự quá chừng. Là mình cắt em. Thank you con. Mình cắt em ấy. Yeah. Anh để lại. Để anh sau lại mọc tiếp. Đấy. Sao một tiếp nhé. Đây cũng có loại nấm này mà này. Tại vì trong rừng á thì có rất là nhiều loại nấm khác nhau nha. Nhưng không phải nấm nào cũng ăn được. Nấm này nhìn thấy tươi quá à. Nhưng mà không ăn được nha, thôi bỏ qua đi. Đây là nhà của bạn wombat nha. Bạn wombat này. Đó. Đêm bạn mới đi ra kìa. Thì ban ngày là bạn ở trong nhà. Bạn nghỉ ngơi à? Không nhìn thấy cái gì? Cái nhà rộng cái này mà. Làm sao mà biết là nằm ở đâu? Đây có cái lỗ này thông nha. Cái lỗ kia thông ra nữa kìa. Đó, bên kia có một cái lỗ kìa. Nấm to như này mà không phải nấm mình đang tìm. Nấm to này mà không phải nấm mình đang tìm đâu các bạn. Nấm nó to bằng bàn tay mình. Nhưng mà nấm độc quá các bạn.
không phải nấm ăn được đâu nha. Ôi giời ơi. Ông tận này muốn bị gắt này buộc. Cắt đi mẹ, quay video. Quay video. Bố cẩn thận nó cây bên cạnh là cây wildberry, cây dâu rừng á, nó nhọn lắm, nó cắm đau lắm. Bố cẩn thận. Bố lấy hết cả cái gì vậy? Là video của mẹ nó kìa. Sao đấy? Bố tắt đi. Wow. Thấy có cái nấm to tướng này mà nó bé mà nó chết hết rồi, nó to rồi, là chuẩn bị chết rồi, mình không lấy được rồi, nó mốc quá rồi, không ăn được, bỏ thôi. Đây cũng là sa phong này các bạn, nhưng mà nó đã chết rồi nên là cũng không ăn được nha các bạn, phải lấy cái tươi nha. Wow, rừng thông quá là đẹp luôn. Ở trong bụi dâu rừng á, đó là có những nấm, cái nấm đỏ kia là nấm độc các bạn. Mà cái dây dâu rừng này nó, ôi trời ơi, nó nhiều gai dễ sợ, đi với các bạn mà còn dài, không nó cắm nó quạc vào đau lắm á nha. To bằng bàn tay mình luôn. Chết rồi. Mà nó chuẩn, cảm giác như nó chuẩn bị nó chết đến nơi rồi. Yeah. Cái này không ăn được nữa rồi các bạn. Nó còn nấm mốc bên trong rồi nè. Đó, nấm mốc ở bên trong rồi nè. Không ăn được nữa rồi, bỏ thôi. Nấm to này. Rồi nấm mình. Nấm nó mọc dưới lớp cỏ lá thông. Dưới lớp lá thông. Đấy, gạt lá thông ra. Xong rồi cắt. Cắt nó. Đẹp quá. Ok đi. Quá chừng. Đi về rửa nước rồi. Dạ. Có sen sen nó bám nhau. Ngon chưa? Tươi chưa? Tươi quá chừng. Tươi. Mình nghĩ này không ăn được đâu. Cái này vứt đi đi. Ừ. Cắm rồi đấy. Dạ. Không vứt lại đi. Ui dồi. Nấm đẹp quá các bạn. Cái này nó mà thành trưởng thành rồi. Cái này trưởng thành rồi. Nếu mà đúng cái này là right side nè. Em ấy đúng right side. Yeah. Cỡ bàn tay.